Ok, cái video này John sẽ chỉ cho các bạn làm sao để mở ra cái hộp glove box ở bên đây nha. À, trước tiên, mình sẽ bấm vào cái hình xe. Và sau khi đó, mình sẽ nhìn qua bên đây. Mình sẽ thấy ở đây, dưới cái đèn khoa, thì mình sẽ cái glove box. Mình sẽ ấn vào đó, thì cái glove box sẽ mở ra. Đó.